Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh nấu ăn của Lan Lê miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách làm ốc xào bơ tỏi, ốc đắng xào bơ tỏi. Vùng của mình thì ốc này nè kêu là ốc đắng, nhưng mà ăn vào nó không có đắng đâu, ăn nó rất là ngon miệng. Ốc này nè mình luộc ăn thì cũng được ha, nhưng mà mình chế biến như thế này nè thì mình ăn nó sẽ ngon hơn. Mình xào với bơ với tỏi ăn rất là thơm và ngon, chấm kèm với chén nước mắm xả ớt nữa thì không còn gì bằng luôn á. Thì cách làm như thế nào thì mình mời các bạn vào bếp cùng mình nha, để chuẩn bị làm món ốc đắng xào bơ tỏi này ha. Trước tiên thì mình sẽ chuẩn bị là 1 kg ốc. Ốc này khi mà mình mua về á thì mình rửa sạch đi, cái mình chuẩn bị thêm là 2 trái ớt nữa, cái mình cho vào trong một cái thau nước á để mà mình ngâm nha. Mình ngâm để cho ốc này nó nhả đi những cái chất bùn dơ ở trong người của con ốc đó. Ớt thì các bạn sẽ lấy kéo mình xắt ra, để mà mình ngâm với nước á, nó sẽ mau nhả sình hơn. Khi mình xắt ớt xong rồi á, các bạn cho nước ngập với cái phần ốc này nè, mình để trong vòng 2 giờ đồng hồ, ốc mình nó nhả sình ra rồi đó. Thì mình sẽ đem ra mình rửa sạch lại. Thì mình ngâm được 2 giờ rồi, mình sẽ đem ra mình rửa lại ha. Trước khi rửa các bạn dùng tay mình bóp nhẹ vào trong con ốc nè, để cho nó bớt đi những cái phần sình bên ngoài, nó sạch cái phần sình dơ bên ngoài đó, nó bám ở bên ngoài ha. Mình rửa sạch 3-4 lần nước vậy đó, và mình để trong cái rổ để cho thật là ráo nước nha. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị gia vị để nêm nếm ốc. Mình dùng 1 muỗng canh tương ớt và 5-6 lá trúc. Các bạn có lá trúc thì mình dùng lá trúc, còn không có thì mình sẽ dùng lá chanh. Lá trúc này mình làm nó rất là thơm luôn. 1 muỗng canh ớt, ớt mình sắc lát, các bạn không cần đập dập mình băm nhuyễn đâu, mình sắc ra thành lát như thế này là được rồi. 2 cọng sả mình cũng sắc lát ra. 1 muỗng canh bơ, mình dùng 1 muỗng canh được rồi. 1 muỗng canh lưng nước mắm, 1 muỗng cà phê lưng muối, 1 muỗng canh đường và 1 muỗng cà phê bột ngọt. Lá trúc này mình sẽ dùng kéo mình sắc ra thành những miếng nó nhỏ nhỏ nè, để một lát nữa mình nấu ốc mình cho vào trong nồi ốc. Khi mình sắc lá trúc xong rồi thì mình sẽ chuẩn bị gia vị để mình làm nước mắm xả ớt. Mình dùng là 1 muỗng canh lưng đường cát và 1 muỗng canh lưng nước mắm. Tỏi thì khoảng 1 muỗng cà phê băm nhuyễn nè, và 1 trái ớt để mình băm nhuyễn như thế này. Nếu mà các bé ăn cay không được, mình không để ớt cũng được ha. 1 muỗng canh lưng nước cốt tắc. Các bạn có thể dùng nước cốt chanh, nhưng mình dùng nước cốt tắc nó sẽ thơm hơn. Mình sắc nhuyễn khoảng 2-3 lá trúc nhỏ như thế này nè, mình sắc thật là nhuyễn để mình làm nước mắm nó sẽ thơm hơn. Và 1 muỗng canh xả băm. Mình sẽ trộn phần cái hỗn hợp này lại hết để mà mình làm nước mắm ha. Mình cho tỏi ớt vào nè, và lá trúc nè, và xả băm mình cho vào hết luôn. Tiếp đó thì mình sẽ cho thêm cái phần đường ha, nước mắm và nước cốt tắc mình cho vào hết. Mình cho thêm 1 muỗng canh nước lọc nữa. Khi mình cho nước lọc vào rồi, cái mình trộn cái phần hỗn hợp này lại hết nha, là sẽ thành 1 chén nước mắm xả ớt để mà mình chấm với ốc đắng mình ăn rồi, rất là thơm luôn. Mình cho lá trúc vào như thế này nè, khi mà các bạn chấm ốc mình ăn đó, chúng 1 miếng lá trúc ăn rất là thơm và ngon luôn, thơm vô cùng luôn á. Nước mắm của mình làm xong rồi thì mình sẽ cho qua một bên đi. Cái mình chuẩn bị 1 cái chảo để mà mình nấu ốc nha. Khi mình bắt chảo lên bếp đó, cái mình cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Khi mà dầu vừa nóng lên rồi á thì mình sẽ cho phần bơ này vào, và các bạn mở lửa trung bình thôi, không có quá lớn và cũng không có quá nhỏ. Khi mà bơ đã tan ra rồi thì mình sẽ cho tỏi vào, mình cho cái phần tỏi này vào chung luôn. Các bạn xào, mình xào á để tỏi vừa lên dậy lên cái mùi thơm thôi, không cần để cho vàng đâu. Thì mình sẽ cho cái phần xả vào chung luôn. Chưa gì mà đã nghe cái mùi thơm nức mũi luôn á, rất là thơm luôn. Ốc các bạn làm như thế này nè, mình ăn nó sẽ không có ngán và dễ ăn lắm. Và khi mình cho xả vào rồi, cái mình sơ qua sơ lại, cái mình cho ốc vào. Mình cho ốc vào, cái mình lấy sạn, cái mình trộn cho đều lại đi. Mình trộn cho thấm dầu cho đều lại, rồi cái mình sẽ cho gia vị vào.
phần đường đó, phần đường bột ngọt nè, nước mắm nè, tương ớt mình sẽ cho vào hết luôn ha. Còn phần lá chanh thì mình sẽ chừa lại, tại vì phần lá chanh nó khi nào ốc gần chín mình mới để vào nha. Muối, đường, bột ngọt, tương ớt nè, nước mắm mình sẽ cho vào hết luôn. Cái này mình lấy sẵn mình trộn lại một lần nữa. Thì các bạn canh từ lúc mình để gia vị vào á, tới khi mà ốc chín mình nấu độ khoảng 5 phút là ốc mình nó chín rồi. Ốc này mình nấu nó rất là mau chín. Mình độ 1 phút cái mình lấy sẵn mình trộn lại một lần. 1 phút cái mình trộn lại một lần vậy đó. Rất là thơm luôn, thơm vô cùng luôn á. Với món ốc này nè, nếu như mà chồng bạn mà có bạn bè thì tới nhà mà không có mồi gì nhậu á, mình có thể làm món ốc này nè, mình để cho chồng mình đãi bạn nhậu cũng rất là ngon luôn á, dễ ăn mà rẻ tiền nữa. Thì các bạn xào rồi mình trộn, mình canh 1 phút cái mình xóc lên một lần như vậy đó. Thì ốc mình được 5 phút rồi nè, mình sẽ cho lá chanh vào. Các bạn cho lá chanh vào cái mình trộn đều lại một lần nữa là mình tắt bếp được rồi. Là ốc mình cũng đã chín rồi và rất là ngon luôn. Thì mình sẽ cho ra dĩa để mà mình thưởng thức thôi. Rất là thơm luôn. Cái dĩa ốc của mình làm cũng đã xong rồi nè. Thì mình sẽ lấy ra một con để cho các bạn nhìn nha. Ốc của mình nó mập ú rất là ngon luôn. Mình ăn kèm với nước mắm sả ớt với lá chút này nè thì không còn gì bằng luôn á. Thơm ngon vô cùng luôn. Vậy là món ốc xào bơ tỏi của mình làm cũng đã hoàn thành rồi. Nếu quý xin các bạn cho mình một lượt chia sẻ, một like và một đăng ký kênh. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ủng hộ mình. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Và các bạn nhớ nhấn cái chuông ở bên tay phải màn hình của mình đó. Đến khi mình có ra video mới, các bạn có thể theo dõi ủng hộ giùm mình luôn. Chào tạm biệt các bạn.